Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Hiện tại dù bước sang tuổi 51, Y Năng Tĩnh vẫn giữ được nét ngọt ngào, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Y Năng Tĩnh tên thật là Ngô Tĩnh Di, sinh năm 1969 ở Đài Bắc, Đài Loan. Trước khi cô ra đời, mẹ cô đã sinh 6 người chị gái. Vì vậy, thời điểm mẹ Y Năng Tĩnh mang thai nữ diễn viên, bố cô từng tuyên bố, nếu đứa này là con gái, tôi phải đi kiếm người sinh con trai. Kết quả, sau khi Y Năng Tĩnh chào đời và biết mình vẫn chưa có được người nối dõi tông đường, bố nữ diễn viên liền bỏ vợ con để kiếm người mới. Mẹ Y Năng Tĩnh vì không sinh được con trai cho chồng mà bỏ mặc con gái cho bảo mẫu chăm. Những cô con khác thì giao lại cho bố mẹ nuôi, còn mình đi kiếm chồng mới và cắt đứt quan hệ với các cô con gái. Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, Y Năng Tĩnh nổi lên như một tài nữ bậc nhất xứ Đài, với giọng ca xuất sắc, bút văn lãng mạn và diễn xuất xuất thần. Trong lĩnh vực phim ảnh, Y Năng Tĩnh từng nổi danh với giải ảnh hậu ở liên hoan phim Kim Mã lần thứ 32. Khả năng nhập vai trước ống kính của nữ diễn viên luôn được ca tụng hết lời với những tác phẩm để đời như Máu của em, Tình yêu của em, Hảo nam hảo nữ, Tỏa thanh thu, Đại từ thương, Hỏa hồn. Ngoài ra, tài văn chương của cô cũng nhận được nhiều sự chú ý. Năm 1998, cuốn tiểu thuyết Vì yêu mà sinh của Y Năng Tĩnh được xuất bản tại Trung Quốc đại lục được nhiều độc giả đón nhận. Y Năng Tĩnh quen ca sĩ Hữu Trừng Khánh vào năm 1988 và tổ chức đám cưới sau thời gian dài yêu say đắm. Tuy nhiên, đến năm 2009, có phóng viên chụp được cảnh người đẹp tay trong tay với nam diễn viên Hoàng Duy Đức. Bức ảnh này đã gây chấn động mạnh ngành giải trí và cũng chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của Y Năng Tĩnh với Hữu Trừng Khánh. Ngay lập tức, hình ảnh ngọc nữ mà cô xây dựng đã sụp đổ. Mỹ nữ xứ Đài Loan bị dư luận chỉ trích nặng nề. Trong một bài phỏng vấn, Y Năng Tĩnh lại một lần nữa gây sóng gió khi hé lộ lý do hôn nhân tan vỡ vì chồng cũ yếu chuyển chăn gối. Năm 2015, cô tái hôn lần hai với Tân Hảo, diễn viên kém cô 10 tuổi. Khi đã 46 tuổi, một năm sau, Y Năng Tĩnh sinh con gái cho chồng trẻ và đặt tên là Tiểu Mễ Lạp. Hiện tại dù bước sang tuổi 51, cô vẫn giữ được nét ngọt ngào, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Qua hai lần sinh nở, Y Năng Tĩnh vẫn giữ được vóc dáng thon thả và gọn gàng.